Hi, xin chào các bạn, cô Thảo Miên đây. Thời gian vừa rồi thì cô Thảo Miên có đăng một thông báo, đó chính là các lớp học TOEIC của cô Thảo Miên và cô Mai Hoa thì đã rất sẵn sàng để đón chào các bạn, chỉ cần các bạn nhanh tay đăng ký thôi. Và sau thông báo đó thì cô nhận thấy là mình là một người thực sự rất may mắn vì xung quanh mình luôn có những người anh chị em đồng nghiệp luôn hỗ trợ hết mình, và bên cạnh đấy là những bạn học sinh cũ. Và các bạn biết gì không? Sau cái status đấy của cô thì cô đã nhìn thấy một bạn học sinh cũ của cô cách đây tận 7 năm, khi mà cô mới bắt đầu vào hành trình luyện thi TOEIC với các bạn học viên ý, và bạn ấy vẫn share bài cho cô và vẫn luôn nghĩ về cô với rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Và cô bỗng nhiên cô nhớ lại hành trình 7 năm luyện thi TOEIC với các bạn, và cô thấy rất là xúc động và cô chỉ muốn gửi tới các bạn một lời cảm ơn. Các bạn anh chị em đồng nghiệp, các bạn học sinh cũ của cô một lời cảm ơn sâu sắc, một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành cho cô rất nhiều những tình cảm chân quý như thế. Và bên cạnh đấy thì cô cũng muốn cảm ơn tới cả các bạn học sinh mới, những người mà dù chưa biết cô Thảo Miên là ai nhưng mà các bạn đã rất quan tâm tới các khóa học và hỏi cô về thông tin các khóa học rất là nhiều. Thì tranh thủ cơ hội này cô muốn giới thiệu với cả các bạn một chút là điều gì đã khiến cho cô và cô Mai Hoa tự tin với những khóa học của mình cũng như là tự tin với chất lượng của khóa học, và chắc chắn là cam kết đầu ra cho mọi người như cô và cô Mai Hoa đã hứa, không chỉ bằng văn bản mà thực sự là bằng cả tấm lòng, bằng cả sự nhiệt huyết của cô và cô Mai Hoa. Thì mọi người có thể thấy là đối với mỗi khóa học của cô và cô Mai Hoa thì đều được lên một đề cương rất là chi tiết. Đó, và đảm bảo là đề cương này sẽ cover toàn bộ kiến thức cho các bạn, đầy đủ tất cả các cái phần thi của đề thi TOEIC Listening và Reading. Ví dụ như là khóa học sắp tới là khóa học Sunrise, cam kết là 550 cộng. Thì mọi người có thể thấy là đề cương khóa học rất chi tiết. Ví dụ như là đối với kỹ năng Listening thì các bạn sẽ được đi qua đầy đủ 4 phần là Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 của đề thi Listening. Và cái điều hay ở đây là với rất nhiều khóa học ở ngoài thị trường thì các bạn sẽ chỉ được tiếp cận cái việc nghe thông qua việc làm đề hoặc là việc luyện tập bài tập, đúng không? Nhưng mà với tất cả kinh nghiệm mà cô Mai Hoa đã tích lũy thì các bạn sẽ thấy là đối với tất cả những phần listening, cô và cô Mai Hoa đều có những chiến thuật xử lý các dạng bài rất là hay, và cô tin chắc chắn rằng cái phần chiến thuật đấy không phải ai cũng có, bởi vì đó là chất xám, đó là tất cả những cái tư duy giảng dạy cũng như là kinh nghiệm luyện thi của hai cô đúc kết. Và tất nhiên là những cái phần kiến thức này nó sẽ là những cái độc quyền khiến các bạn có thể dần dần bỏ qua cái nỗi sợ, bỏ qua cái sự điếc ngang của mình khi mà luyện nghe, và dần dần thì các bạn sẽ thấy là sau này các bạn đi thi, điểm nghe của các bạn lúc nào cũng sẽ cao hơn điểm đọc, và đấy là điều mà cô và cô Mai Hoa sẽ làm được. Bên cạnh đấy là đối với kỹ năng reading thì với các bạn bắt đầu từ mức độ là TOEIC 300 và các bạn đạt êm là 550 cộng thì đề cương của reading sẽ luôn luôn rất là đầy đủ chi tiết, bao gồm phần 3 năm, bát 6 sẽ học về những cái chủ điểm ngữ pháp, từ loại và từ vựng. Các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như là chương đầu tiên của chúng ta là từ loại thì chúng ta sẽ học danh từ này, trạng từ, tính từ, đại từ, giới từ, và học rất nhiều những chuyên đề ngữ pháp bao gồm có thì này, phối thì, bị động này, hòa hợp chủ ngữ động từ này, và tiếp theo chúng ta sẽ có mệnh đề quan hệ này, và cuối cùng là chương về từ vựng để chúng ta sẽ học những cái phần mở rộng về từ vựng để giúp cho vốn từ vựng của chúng ta có thể phát triển một cách tối đa này. Và bên cạnh đấy thì cô sẽ có một phần rất là đặc trưng của những khóa học tại TOEIC Horizon của cô và cô Mai Hoa, đó chính là phần đọc hiểu bát 7. Thường thì phần đọc hiểu bát 7 sẽ được dạy rất qua loa, cái này là cả một trong những cái sự thật mà mặc dù rất đau lòng nhưng mà cô phải muốn nói với các bạn để các bạn có nhiều insight về các khóa học TOEIC hơn. Vì phần bát 7 này rất khó, rất nhiều chữ, nó đòi hỏi các bạn phải xử lý cái bài đọc trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa. Nên là thường phần bát 7 thì sẽ không được chú trọng, mà các khóa học sẽ học rất là lướt phần này. Tuy nhiên thì nhận thấy cái sự quan trọng của phần bát 7, bởi vì là số câu hỏi phần bát 7 chiếm 2 phần 3 của đề thi TOEIC nha mọi người. Và cái quan trọng nữa là mọi người thường rất là lúng túng, mọi người thường không hề có kỹ năng đọc hiểu, thì phần bát 7 luôn luôn là một trong những phần rất là trọng tâm tại các khóa học. Và đối với khóa học beginner là khóa học 550 cộng Sunrise thì mọi người sẽ được học phần bát 7 tiếp cận dưới dạng văn bản, và đây sẽ là cái cách thức tiếp cận mà dễ dàng và dễ hiểu nhất đối với chúng mình.
Và sau đấy thì lên các khóa cao hơn thì mọi người sẽ có thêm những cái cách tiếp cận khác đối với phần bát bảy. Đó, và ở đây thì cô đã chia ra thành các cái dạng văn bản. Mỗi dạng văn bản này thì chúng ta đều đi nghiên cứu rất chuyên sâu. Một là chiến thuật xử lý dạng này, hai sẽ là những cái diễn đạt thường gặp trong mỗi dạng, và ba sẽ là luyện tập với bài tập thực chiến để học được cái khối lượng từ vựng khổng lồ ở mỗi dạng này một cách dễ hiểu và một cách phân nhỏ nhất có thể. Đó, thì đấy là đề cương chi tiết của khóa học 550 cộng với cô và cô Mai Hoa, với rất nhiều những cái kiến thức hay và thú vị đang chờ đón các bạn. Và một điều quan trọng nữa đó chính là đối với các khóa học thì mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ chỉ có thời lượng học là 3 tiếng học ở trên lớp thôi, đúng không nào? Tuy nhiên thì đối với các khóa học của cô và cô Mai Hoa thì thời lượng học của mọi người sẽ nhiều hơn như vậy rất nhiều. Chúng ta sẽ phải học mỗi ngày, chúng ta sẽ có những buổi học chính được học kiến thức mới cùng với giáo viên, và bên cạnh đấy những ngày còn lại thì mọi người sẽ làm giúp cô phần bài tập. Và phần bài tập này có một điểm đặc biệt là không phải là những phần bài tập được cắt ghép rồi được chắt lọc một cách vu vơ, mà đây sẽ là những phần bài tập được thiết kế bám sát những lý thuyết mà cô với cô Mai Hoa đã dạy ở trong buổi học chính, để đảm bảo là mọi người học tới đâu mọi người sẽ được luyện tập đến đấy. Và những phần bài tập này thì chúng ta phải nộp theo ngày. Đó, có một điều khiến cho các bạn cứ mất gốc và mất gốc mãi, đó chính là cái habit, tức là cái thói quen học tập của các bạn nó không đúng. Các bạn sẽ có cái tâm lý là dồn bài tập lại, đúng không? Các bạn làm trong một ngày. Đó, và như thế thì khối lượng bài tập quá nhiều, thời gian làm lại rất ít, khiến các bạn không thể nào ghi nhớ được toàn bộ cái phần lý thuyết cũng như là thực hành nó một cách nghiêm túc được. Các bạn sẽ có khả năng là làm trí trá, làm cho xong. Cho nên là chúng ta sẽ làm bài tập mỗi ngày ở khóa học này của cô nhá. Và các bạn yên tâm là bài tập đã được thiết kế riêng mỗi ngày với một cái khối lượng vừa sinh, đảm bảo là rất là vừa sức các bạn. Thế xong rồi, sau khi các bạn làm bài tập mỗi ngày xong thì sẽ như thế nào, đúng không? Thì có rất nhiều khóa học tại thị trường sẽ không hề quan tâm tới homework của các bạn. Các bạn muốn làm đúng hay các bạn muốn làm sai cũng được. Các bạn chỉ cần làm và nộp thôi, và các bạn chỉ cần check key thôi. Thậm chí là sẽ không được chữa bài, đúng không? Tuy nhiên, sau khi các bạn nộp bài tại khóa học của cô và cô Mai Hoa thì ngay lập tức các bạn sẽ được trả điểm, và bằng một hệ thống tự động. Các bạn không cần chờ người chấm, các bạn không cần chờ phải có trợ giảng chụp ảnh cho trợ giảng để trợ giảng chấm, mà mọi thứ sẽ được tự động hóa bằng một nền tảng độc quyền riêng. Đó, và các bạn chỉ cần nhập đáp án thôi và hệ thống sẽ lập tức trả cho các bạn điểm cũng như là những câu sai. Và bên cạnh đó là ngay sau khi các bạn phát hiện ra câu nào mình sai thì sẽ luôn có video giảng và chữa bài cho các bạn, để các bạn có thể ngay lập tức, ok, sau khi mình vừa làm bài xong thì cái lỗi sai của mình nó luôn luôn có một mong muốn là mình phải được chữa luôn, đúng không? Có khi hôm nay mình sai nhưng một tuần sau mình mới được chữa thì mình đã không còn nhớ là mình sai cái gì nữa rồi. Đó, thì ngay khi các bạn nộp bài là ngay lập tức các bạn sẽ được chữa bài luôn với hệ thống video bài giảng, chính là cô và cô Thảo Miên và cô Mai Hoa ngồi giảng với các bạn như thế này. Và cô tin chắc chắn rằng với một phương pháp học tập đúng đắn đến như vậy thì, và một cái khối lượng thời gian học tập như vậy thì không có gì là không thể, và không có một cái số điểm TOEIC nào là chúng mình không thể chinh phục được, đúng không nào? Ok, rồi tiếp theo nữa sẽ có một cái đặc sắc nữa của khóa học mà cô muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là bên cạnh việc có phương pháp học tập đúng đắn này, khối lượng và thời gian học tập phân bổ đều cho cả tuần này, thì khóa học còn có những bộ giáo trình rất là chất lượng. Và bên cạnh đấy thì không chỉ tập trung vào giáo trình của listening, giáo trình của reading, mà các bạn sẽ có riêng một cuốn giáo trình của từ vựng. Đó, các bạn thấy không? Thường là đối với trình độ 550 thì mọi người luôn luôn rất là yếu từ vựng, và mọi người sẽ không có động thái là nạp từ vựng vào mỗi ngày. Mọi người rất lười học từ vựng. Đó, và có thể là một số thầy cô sẽ nhận ra vấn đề này nhưng mà luôn luôn chỉ nói với các bạn là thôi nhá, chăm học từ vựng lên, và không hề có action, tức là không hề có cái hành động gì để đốc thúc các bạn trong việc học các bạn từ vựng cả. Và khi mà không có ai đốc thúc thì chắc chắn là mình buông thả, đúng không? Nhưng tại khóa học của cô và cô Mai Hoa thì các bạn sẽ có cuốn Word Explorer, là một cuốn sổ tay từ vựng để các bạn học từ vựng mỗi ngày, với một phần mềm học từ vựng, một app học từ vựng thông minh. Và sau đó thì sẽ có những phần bài tập để check cái từ vựng các bạn vừa được học.
Ok, rồi và một cái thứ ba nữa cũng là một đặc điểm mà cô nghĩ là các bạn không thể bỏ qua khi mà chúng mình tiếp cận với khóa học Sunrise, đó chính là phong cách giảng dạy của giáo viên cũng như là những phương pháp cô và cô Mai Hoa truyền đạt và giảng dạy các kiến thức thì sẽ rất khác biệt. Và điều này sẽ là điều mà các bạn cảm nhận được rõ ràng nhất. Khi mà các bạn đăng ký một khóa học thì các bạn luôn luôn muốn người giáo viên, đúng không? Sẽ là cái người mà gì nhỉ? À, giảng bài làm sao thật dễ hiểu này, giảng bài làm sao mà thật là khiến mình cuốn hút vào buổi học. Và cô với cô Mai Hoa thì luôn luôn tự tin với khả năng sư phạm và kỹ năng giảng dạy của các cô. Nên mọi người yên tâm là chỉ cần mọi người đăng ký thôi. Nếu như buổi đầu học mọi người cảm thấy không hài lòng hoặc là không thấy hợp với phong cách giảng dạy của cô và cô Mai Hoa thì hai cô cũng sẵn sàng trả lại số tiền mà mọi người đã đăng ký, bởi vì cô và cô Mai Hoa rất tự tin về kỹ năng giảng dạy của mình. Và điều này thì đã không phải là do với cô với cô Mai Hoa tự flex về bản thân, mà đây là cảm nhận của rất nhiều học viên và cũng phải mất rất nhiều năm kinh nghiệm thì cô với cô Mai Hoa mới có thể tự tin đến mức như thế, đúng không nào? Vậy thì nếu như mà các bạn còn đang chần chừ và chưa chọn được giáo viên, bởi vì ở ngoài kia có quá trời giáo viên mà chúng ta vẫn còn đang phân vân, thì các bạn có thể tham khảo thử buổi học đầu tiên, và cô với cô Mai Hoa rất là welcome việc đó. Ok, và đó là một số thông tin về khóa học Sunrise, và cô hy vọng là với những cái thông tin vừa rồi thì phần nào giúp các bạn hiểu hơn về khóa học và cũng giúp các bạn hiểu hơn về giáo viên của khóa học nữa. Nếu như các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào các bạn muốn hỏi cô thì có thể nhắn tin cho cô nhé. Ok, bye.